Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này đạo tràng chùa Thiên Hòa đó đang nghiêm thanh tịnh. Dạ, chúng con xin kính thỉnh thầy ban bố thời pháp ra đạo tràng của chùa Thiên Hòa. Nam mô A Di Đà. Xin lãnh lễ đi trưởng cung kính đi trưởng ăn quà chứng minh
để chúng con được gặp đi chỗ tụi con đang xuất kiến mà thì cũng cố gắng để đến lần gặp thầy chia sẻ. Thầy xin phép đi trưởng cho thầy chia sẻ chủ đề. Đi trưởng không có cho chủ đề gì hết, đi trưởng thầy cũng nói nhiều nữa. Vậy là bữa nay chúng ta gặp nhau chia sẻ cái chủ đề đi chùa. Tại vì ni trưởng nó khuyên Phật tử tinh tấn đi chùa là được rồi, thôi thì mình giảng chủ đề đi chùa chứ. Hay là Phật tử muốn nghe chủ đề nào khác, muốn hỏi cái gì hay ho thêm, Phật tử có hỏi gì không? Họ hỏi thì giảng chủ đề đi chùa à? Nói thêm là sao đây? Chắc nhận không? Cái hướng bên đây là hướng cái tượng Phật cho nên không thấy thầy được, thầy được bị ngủ. Còn đứng nào thấy thầy thì ngủ không được. Giờ này là 7 giờ đó không? Thầy trình bày đến 8 giờ tiếng đồng hồ rồi với Phật tử hỏi thì thầy trả lời thêm ha. Cho nên trong lúc thầy hướng dẫn á, ai có thắc mắc điều gì thì nhớ cái câu đó để là thầy tới giờ thầy hỏi quý vị đặt câu hỏi. Như vậy thì mình lấy chủ đề đi chùa. Trước đây thầy có giảng chủ đề đi chơi, mà thật sự ra không phải giảng chủ đề đi chơi mà giảng chủ đề chơi con hỏi đi. Tại vì ăn chơi, tu chơi, đi chơi, ngủ chơi, cải động chơi, tất cả mọi thứ đều chơi. Còn bây giờ nếu mình nói đi chùa thì nó lại là có một cái nghĩa ở phía trước cái chữ chùa đó là đi đó, thì nó hẹp cái nghĩa lắm. Thì thôi đúng ra mình giảng chủ đề chùa thôi là nó dễ hơn. Chủ đề chùa không thì mình muốn đi chùa hay mình ngủ chùa hay mình ăn chùa hay là mình quậy chùa, một cái chữ chùa thì nó dễ nói, nó rộng hơn là chữ đi. Vì thêm một cái chữ là nó làm hẹp cái nghĩa phía sau. Thôi giờ mình nói chữ chùa thôi nè. Nhưng nhớ là cấm kỵ chữ thầy chùa. Cái chữ đó nghĩa ra là chửi người ta, chửi quý thầy cô, cho nên là gọi quý thầy quý cô bằng thầy chùa là nó tức lắm. Giàu rằng chùa là thầy ở chùa thôi nhưng mà không được nói vậy. Rồi bây giờ mình giảng chữ thầy chùa thôi. Tôi chia sẻ với Phật tử một vài ý, nếu như mà thời gian nhiều chừng thì mình chia sẻ nhiều, thời gian ít mình chia sẻ ít. Thứ nhất đó là quý Phật tử hiểu chùa là gì. Ai cho thầy biết cái ý nghĩa chùa là gì để mình hiểu là mình đang ở cái chùa. Và có phải là cái coi tự này là chữ chùa không quý vị? Chữ tự là chùa. Giả sử như ở đây là Thiên Hòa tự, như vậy ta dịch là chùa Thiên Hòa thì chữ tự là chữ chùa. Có nhiều người không hiểu chùa rồi tổ đình, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường hay là tu viện, vân vân, thiền viện. Như vậy những cái từ này có phải là chữ tự không? Tất cả cái đó, những cái nơi mà chư tăng chư ni ở được xem như là chùa. Vậy thì cái chữ chùa nó mang cái nghĩa gì? Nó mang cái nghĩa là Phật pháp tăng. Chữ chùa nó mang cái nghĩa là tam bảo, là Phật pháp tăng. Cái từ đó nó mới gọi là chùa. Nhưng mà sau này cái từ chùa nó được phổ cập rộng quá, cái nó ra là chùa bà, là chùa bà trước xứ. Cái tên chùa ông là thờ ai? Thờ Quan Thánh. Rồi bắt đầu nó mọc lên những cái chùa mà không hề có tăng ni, nó gọi là tại cải gia vi tự, có nghĩa là cải gia nó trở thành chùa. Nhưng mà thật sự ở trong đó nó không có Phật pháp và tăng, không đủ, nghĩa là có tăng thôi, có
có cái tượng Phật và có cái cuốn kinh. Như vậy tôi nhắc lại để cho quý Phật tử hiểu như thế nào gọi là chùa và lợi ích của chùa như thế nào. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy cái bức tượng này là ở phía trước là để gì ạ? Vô lượng thọ Như Lai. Chữ Như Lai nghĩa là một trong 10 đức hiệu. Như Lai ứng cúng chánh biên tri minh hạnh túc, hiện thể thế gian giải vô lượng sĩ đều ngự trượng phu nghi nhân sư Phật Thế Tôn. 10 đức hiệu của Như Lai thì đều gọi là Phật cả. Phật là thành tựu được 10 đức hiệu đó. Như vậy đây là vô lượng thọ Phật. Nhưng mà theo quý vị thì nương vào đâu để quý vị biết rằng tượng Phật này là tượng Phật gì? Hay là ai để và đặt một danh hiệu cho Phật đó thì chúng ta đổi vị đó dưới danh hiệu đó, rồi bắt đầu chúng ta lại cãi với nhau là tôi thấy chùa kia để cái bức tượng này là cái danh hiệu này, rồi chùa nọ để bức tượng này là danh hiệu khác. Như vậy thì tất cả những danh hiệu đó nó có đáng để chúng ta bàn cãi hay không với Phật tử? Có đáng không? Không. Có nên thắc mắc không? Không. Là bởi vì chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu 10 phương chư Phật, mà cũng đâu có ai thấy Phật nào đâu. Cho đến Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đâu có ai thấy đâu mà giờ này cãi một chơi. Miễn là ta để cái tượng đó với cái danh hiệu gì mình thấy là thấy vậy thôi. Còn vô hỏi tượng này tượng gì vậy thầy, thì hỏi có tên không con, nói không, thầy cũng không biết luôn. Tại sao thì tu lâu quá mà thầy biết vậy? Tất cả chư Phật đó không có, đều là tưởng tượng ghi ra thôi mà. Giờ hỏi thầy rồi bắt câu cãi nữa. Cho nên thì con nói vô lượng chư Phật. Bây giờ Phật vô lượng thọ là vô lượng như Phật vậy thôi, chứ hỏi thầy đúng hay sai thôi bỏ tay chấm cơm. Đồng ý không Phật tử? Như vậy cái ngôi vị Phật tôi đã nói xong, nghĩa là quý vị nên hiểu Phật là gì. Phật là con người như bao nhiêu con người khác, mà con người đó đã thấy rõ được Phật tánh của mình bằng sự giác ngộ sáng suốt một cách chân chánh. Như vậy giác ngộ một cách chân chánh thì cái đó gọi là Phật. Chân chánh nghĩa là gì? Chân chánh nghĩa là sự an lạc ở nơi người đó, gọi là tự giác. Người đó đem sự an lạc chia sẻ đến cho mọi người xung quanh, gọi là giác tha. Người đó và những người xung quanh được an lạc đời này và nhiều kiếp sau, gọi là giác hạnh viên mãn. Đó gọi là Phật. Một con người nào hỏi là người đó thành tựu gì hay không, không cần nói, mà hỏi coi người đó có an lạc không, gọi là người đó đã tự giác chưa. Người đó có làm hạnh phúc cho ai hay không, gọi là có giác tha được hay không. Đó, còn giác hạnh viên mãn thì chưa biết. Bởi vì bữa nay cái an lạc, cái ngày mai nó chọn một cái, nó dậm chiếc một cái chửi người ta rồi. Cho nên là chưa có an lạc cái chỗ dậm chiếc, hoặc là đi vô đây bỏ chiếc chứ đó, đã quay ra mất chiếc, thật mới vừa nãy. Lúc này, tụi mình gây tự nhiên đôi dép mình mới mua giờ này còn đôi dép sư phụ đâu nằm đây, tại vì ta ăn lộn thôi, thì cái nào cũng là dép, chẳng qua nó có mới cũ mà thôi. Cho nên là phiền não nó sanh ra bên ngoài hay bên trong là do cái gì, cái tác động, mà do những cái tác động sai khác đó. Cho nên Đức Phật dạy chánh pháp. Chánh pháp là gì? Gặp tất cả mọi sự vật hiện tượng đừng có đau khổ với nó, gọi là chánh pháp. Phật tử hiểu chưa? Sâu sắc lắm luôn á. Những chữ tư suy nghĩ là nó ổn người luôn. Hay là chánh pháp là tất cả mọi pháp mà không dẫn đến khổ đau thì cái đó gọi là chánh pháp. Còn pháp nào dẫn đến khổ đau cái đó gọi là tà pháp. Ăn cũng là một pháp, mà ăn không khổ đau thì gọi là chánh pháp, mà ăn khổ đau thì gọi là tà pháp. Hỏi khổ đau là khổ đau làm sao? Khổ đau là ngay lúc ăn và sau đó khổ dài dài thì cái đó gọi là khổ đau. Còn ngay lúc ăn an lạc và từ đó về sau đều an lạc thì cái đó gọi là chánh pháp. Rồi pháp ăn, rồi pháp mặc, pháp ở, pháp ứng xử với nhau, rồi pháp sống ở đời, rồi pháp đi, pháp đứng, pháp ngồi, pháp nằm.
vân vân và vân vân, tất cả các pháp đó mà mình an lạc và làm cho mọi người an lạc thì gọi là chánh pháp. Nơi đó chỉ có ở trong chùa. Cái này phải nên về chùa, nên về chùa học, học mới hiểu được. Đại chúng cùng nói với chúng tôi, tu mà không học là tu mù, học mà chưa tu thì để đó. Cũng giống như từ nhỏ giờ mình học cho đến đại học mình cũng chưa làm gì hết thì để đó. Mấy mốt mình làm chứ không phải mất luôn rồi sợ. Từ lớp 1 tới đại học có làm gì chưa? Chưa. Thì cái sở học của mình để đó. Mốt là. Rồi, cái đó là pháp nha. Rồi bây giờ tôi nói tới tăng. Chỗ nào không có tăng, chỗ đó có được gọi là chùa hay không? Mình nghĩ là nhiều chỗ không lẽ mình gỡ cái gì chùa mà đem về chùa mình chứ. Chữ chùa sở dĩ mà nói tới tăng, tăng là người học giáo pháp và thay Phật trùng tuyên lại giáo pháp. Cho nên chỉ ở trong chùa mới có pháp, ở trong chùa mới có tăng học giáo pháp và thay Phật trùng tuyên lại. Nghĩa là tăng là hóa thân của Phật. Mà là hóa thân của Phật thì tất cả chư tăng đều có hai cái mảng lớn là mảng từ bi và trí tuệ. Vì từ bi là độ chúng sinh ban vui và cứu khổ. Mà có ban vui và cứu khổ thì cửa chùa mới rộng mở được. Còn chùa mà không có lòng từ bi thì Đức Phật không được gọi là đấng từ bi. Mà cái vị tăng hay vị ni mà thừa hành Phật sự thì phải là người có lòng từ bi thương xót chúng sinh. Cái đó là cái quan trọng. Mà chúng ta đi đến một cái nơi nào đó không có tăng, không có ni thì nơi đó không có pháp để thừa, để truyền thừa mạng mặt của Như Lai. Vậy thì nơi đó gọi là chùa là ý nghĩa gì? Không có từ bi thì làm sao gọi là chùa? Vì Đức Như Lai là đấng từ bi. Chúng ta gọi Phật là đấng chao lành trước cái đã. Chao lành nghĩa là thương yêu chúng sinh. Cho nên là mình gặp Phật với cái ý nghĩa là đấng cha lành, cho nên mình quỳ xuống mình lại, mình van xin cha cho con cái này, cha cho con cái kia. Mình là cùng tử, mình cùng tử chỉ đi xin cha mình thôi. Nhưng mà quý vị mà học lịch sử cho nó đàng hoàng đó thì bà Gia Du Đà La có sai La Hầu La lại xin với Thái tử Tất Đạt Ta lúc này đã thành Phật rồi. Xin cha con cho con cái tài sản. Là bà Gia Du cứ nghĩ là La Hầu La lại xin cha cái tài sản và cái ngôi đế vương đó. Không ngờ ngài La Hầu La lại xin Đức Phật, Đức Phật cho cái bình bát. Trời ơi, cha ăn xin thì con ăn mài. Cho nên á, cái bình bát đó chính thể hiện đức tính từ bi của người đệ tử Phật mà nhiều người không hiểu. Giờ này quốc độ của ta đã vắng bóng đi cái đức tính từ bi. Khi mang cái bình bát bước ra đường thì mới thấy người nào thật sự là cái người cung kính cúng dường Tam Bảo, mà người đó mới hưởng được phước lành của đạo từ bi. Và lòng từ của mình nó sanh ra ngay chỗ đó, nó gọi là cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Tôi được thực hiện những bước chân chánh niệm tỉnh giác ở xứ Thái Lan. Những ngày mưa lất phất mà buổi sáng mà chư tăng của Thái Lan mà không đi khất thực thì ngày đó nhịn đói thôi, bởi vì chỉ đi khất thực thì ăn trong ngày đó, mà ăn tới trưa thôi, chiều không được ăn. Do vậy mà sáng khất thực rồi về ăn xong rồi trưa được ăn một bữa nữa và chiều cũng được ăn. Nhưng mà khất thực người ta cúng cái gì ăn cái đấy, không có chê hay gì đó. Nhưng mà mình bước ra mình mới thấy đạo từ bi nó lớn mạnh tới cỡ nào. Trời mưa
đường nó nhèm nhẹp như vậy mà người ta bỏ dép ra, người ta quỳ xuống, người ta dâng lên, người ta cúng. Chính cái chỗ đó, cái phước lành đó, đó họ mới nhận được từ cái lòng từ bi của Phật, gọi là thành tâm thì cảm ơn. Tôi thì tôi nhận được cái chỗ đó, cho nên tôi bưng cái bình bát này là tôi đi xin, nhưng không phải là đang ban cái ân điển của lòng từ bi Đức Phật đấy, nhưng mà mang cái lời chúc phúc cho người ta thôi, thì chính người ta được cái phước lành đó. Phước là do từ bi mà sanh ra, phước là do lòng từ bi mình cúng dường, mình bố thí, mình cúng dường, mình bố thí là nó ở trong cái lòng từ bi của quý Phật tử. Đàn na tính thí là xuất phát từ cái tâm từ bi, tâm thương yêu, tâm ban bố nuôi dưỡng. Nếu cúng dường gọi là cung kính dưỡng nuôi, còn nếu bố thí cho người khác là bằng cái tâm thương yêu, bằng cái tâm chia sẻ, tâm đó chính là tâm từ bi. Phật tử hiểu chưa? Con nghĩ nó lỗ vốn ráng chịu. Trí tuệ là sạch. Tôi mang cái bình bát tôi đi khất thực, bình bát đó tượng trưng cho lòng từ bi của Đức Phật dạy cho chúng tôi. Nhưng bình bát đó trên là sinh trí tuệ của Phật, dưới là ban bố phước lành cho chúng sinh. Trong cái bình bát nó có hai nghĩa đâu, mà trong cái bình bát nó mang cái nghĩa từ bi và trí tuệ. Nếu gặp cái người hạ đói, gặp cái người không ưa hoặc xuất gia, họ có những cái hành vi, những cử chỉ thiếu khiêm hạ bằng cách phỉ báng hay là hành hung, mình phải có trí tuệ để ứng xử lại đúng với cái tâm từ bi của Đức Phật. Cái này mới là cái khó, cái này mới là cái phải học người đi trước. Vậy thì quý Phật tử về chùa, cái người đi sau học người đi trước, người đi trước có bổ phận chỉ dạy lại cho người đi sau. Nhưng mà chỉ như thế nào? Ta học được, chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng mà ta chỉ được hay không là không phải dễ. Bây giờ quý vị vô ngồi nghe chúng tôi nói thì dễ, nhưng mà ra nói lại dễ hay khó? Chúc mừng người. Nhờ vậy tôi không có nói 10 năm vẫn nói như đó, bởi vì nói rồi nó quên mất hết mà. Cho nên là ở ngoài đời á, thì giáo viên lớp 1 á, mà thấy cái mặt của cái đứa lưu bang á, nó ngồi 3 năm lớp 1 á, là giáo viên muốn bỏ dép chạy. Thấy cái mặt ba má nó giận đến nghe lưu bang là mình muốn lưu linh luôn. Nhưng mà Phật tử của mình 10 năm quay trở lại vẫn ở mẫu giáo, giáo viên vẫn niềm nở đón tiếp quá từ bi. Người hướng chừng thì 10 năm hỏi tứ niệm xứ cũng không biết. Ở đây có ai biết tứ niệm xứ là gì không? Có biết bát chánh đạo là gì không? Có ai kể được thầy 88 món kiến hoạch không? Thầy thì đừng chơi con, 88 món kiến hoạch dành cho người khác đi, cái đó mới có thiên thừa thôi. Vậy mà có người muốn giảng sanh Tây Phương kìa, nhưng không mua, không có biết 88 món kiến hoạch, cũng không có biết 81 món tư hoạch là gì, cũng không biết phiền não từ đâu mà sanh ra. Vậy mà đòi hết phiền não không biết sao hết, cũng như không biết mặt kẻ thù ra cặp kè với nó, đi ăn nhậu với nó mà nói không bao giờ hết kẻ thù. Ủa, không bao giờ còn kẻ thù, đời đi chung kẻ thù mà nó không còn, làm bạn với kẻ thù mà nó không còn, kết nghĩa cha mẹ anh em với kẻ thù mà nó không còn. Có nghĩa là tại vì chúng ta không biết, giờ vô mình tu gì đâu được. Chúng ta là những người như thế, là những người đi theo Phật học giáo pháp để biết cái nào là thù, cái nào là bạn, để ở chùa như thế nào cho nó xứng đáng với cái lòng từ bi và trí tuệ. Khi chúng ta tác như lai xứ, trì như lai mạng, trụ là trụ như lai xứ, trì là trì như lai tạng, có nghĩa là ở cái trú xứ nào phải truyền thừa mạng mặt ở trú xứ đó, đó được gọi là chùa, hoặc là tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, tu viện hay tịnh viện hay thiền viện, vâng vâng. Nếu ở nơi đó mà lâu năm thì gọi là tổ đình,
tổ đình vị, bởi vì có nhiều cái chùa nhỏ nó được từ cái nơi này đi ra thì nơi này được gọi là tổ đình. Rồi xong cái việc mà đi chùa, hiểu, tìm hiểu chùa là gì, bước thứ hai đi chùa để làm gì? Đi chùa để làm gì? Ai mà thắc mắc chùa là gì thì cứ hỏi nữa nè, không biết thì cứ hỏi nữa. Tịnh xá là bên khất sĩ, hệ phái khất sĩ, còn phần lớn chữ chùa là Nam Tông và Bắc Tông đều giống nhau. À, Nam Tông và Bắc Tông đều dùng chữ chùa. Niệm Phật đường, đường là cái nhà niệm Phật gọi là niệm Phật đường. Tịnh thất, thất cũng là cái nhà, tịnh là thanh tịnh, cái nhà thanh tịnh để cái người đó tu gọi là tịnh thất. À, biết từ từ biến thành cái chùa thì cũng là tịnh thất chùa. Chùa là tịnh thất là chùa, miễn ở đâu có chư tăng ở cái chỗ đó được gọi là chùa. Thiền viện, tu viện cũng như thế. Rồi bây giờ việc thứ hai mà chúng ta chia sẻ, chùa, đi chùa để làm gì? Cái Phật tử suy nghĩ, đi chùa để làm gì? Để học. Xin một tràng pháo tay tặng ra. Đi chùa để học. Vậy thì quý vị có cầu chư tăng chư ni dạy cho mình, hay là chư tăng chư ni tự lập ra cái giảng đường để giảng? Các Phật tử, mình đi mình cần cầu quý thầy quý cô dạy cho mình, hay là tại vì quý thầy quý cô mở ra cho nên mình mới đến? Hả? Cần cầu. Vậy thì ở đây ai là người về chùa thỉnh ni trưởng và chư tôn đức ni mở lớp giáo lý nào mình vừa ta lên rồi? Không có. Thì một tràng pháo tay tặng cho quý vị. Không có cần cầu đâu. Nếu cần cầu là phải trực tiếp Phật tử với nhau rỉ tay với nhau. Mình bây giờ mình muốn học Phật Pháp, bạn có muốn học không? Em cũng muốn học. Chị có muốn học không? Dạ, em muốn học. Rồi, mình lập danh sách lên. Rồi, đến trước đi trưởng đáp bạch. Bạch ni trưởng, hàng cư sĩ chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin dâng lời các bạch. Lại một lại quỳ xuống bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni trưởng, kính bạch chư tôn đức ni, chúng con là cư sĩ tại gia, thời gian ít ỏi vì lo bươi chải làm ăn, cho nên chúng con đến chùa rất là ít. Ngưỡng mong ni trưởng chư tôn đức ni hãy dùng giáo pháp của Như Lai mà sắp xếp thời gian mở cho chúng con một lớp giáo lý để chúng con hiểu được giáo lý của Như Lai, áp dụng vào đời sống thực tiễn đầy chông gai phiền não, để chúng con áp dụng những giáo lý đó làm thăng hoa đời sống vật chất lẫn đời sống tâm linh, để chúng con luôn luôn lúc nào cũng có giá trị hạnh phúc trong cuộc đời. Ngưỡng mong ni trưởng thì từ chứng minh hứa khả cho chúng con được sở nguyện sở cầu như ý. Nam mô Thường Quang Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Con nay cho đại chúng công tác bạc rồi như được trả lời. Bởi vì cần cầu thỉnh như vậy thì như đứa cái thôi. Tại vì chùa là cái chỗ để giảng dạy Phật Pháp, nhưng phần lớn ở chùa nếu quý thầy tự mở ra giảng thì Phật tử về đăng ký, lúc đầu thì đông, lúc sau thì tân liều liều, dịch ngược trở lại là tiêu lần lần là hết kẹt cái này tới kẹt cái kia, hết bị cái này tới tại cái kia, tại bị không nhận thì là không có đi chùa được, không có đi học được. Hỏi tại sao? Tại vì thầy mở ra cái tụi con đâu cậu, tại thấy tội thì quá thì mở tội nó đi học, thấy không? Cho nên Đức Phật đó đem cái giáo pháp là những cái gì mà Ngài giác ngộ, Ngài hướng dẫn cho tứ chúng là tiền kheo, tiền kheo ni, gọi là hàng xuất gia của Bà Tắc, của Bà Di là tại gia. Như vậy hàng xuất gia thì có nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp, hàng tại gia thì có nhiệm vụ hộ trì chánh pháp. Vậy thì hoằng dương chánh pháp nghĩa là hiểu một cách chân chánh, nói một cách đúng đắn. Còn Phật tử đi chùa là để
ủng hộ một cách đúng đắn và tu học một cách chân chánh, hiểu biết một cách chân chánh thì không có bỏ chùa, không có tin một cách đụng cái gì bà đâu tin đấy, tin từng đơn tả ra nói tầm bậy tầm bạ, rồi cái chuyện đúng nói sai thì sai nói đúng, rồi sống một đời bất an, như vậy cũng gọi là đi chùa hiện tượng. Cho nên chúng tôi chọn cái ngành quảng pháp và chúng tôi rất là thiết tha muốn giảng dạy. Tôi đi tới đâu là tôi lọc cái lớp học tôi dạy cái đó, và luôn luôn lúc nào tôi cũng nói là quý Phật tử, bây giờ này tôi lọc tôi dạy thì ráng đi, có duyên là ráng học đi, vì cái thời gian nó cũng có nhiều đó, bởi vì nó vô thường mà. Hôm nay thì tôi thế này, mai thì tôi có thể phật sự cái khác, với lại Đức Phật là bổ sứ rồi, bổ sứ chỗ này sắp xếp cái thời gian như thế, tôi có mặt ở đây, quý vị cố gắng những gì tôi biết tôi hướng dẫn quý vị, còn ngày mai Phật bổ sứ ở chỗ khác tôi đi chỗ khác rồi. Quý vị có cầm cầu, có đem vàng ra để mà tỉnh tôi cũng đâu ở lại, bởi vì tôi đâu ăn được qua cái vàng đâu. Tôi đi giảng dạy thì đó là tôi đền trên đền bốn hơn nặng, với cứu khổ tăng độ thế thôi. Chứ còn bản thân tôi sau khi giác ngộ rồi thì tiền tài giấc mộng địa vị làm gì? Làm địa ngục để giam hãm tôi chứ làm gì? Cho nên là cái danh vọng địa vị là chính là tôi đưa cái giai vào, tôi ghét gánh giác cái việc Phật sự. Còn ai mà nói có chức cũng được, cái từ có chức mà nói ngược đó là nó phiền đó đúng. Bởi vì tôi nghĩ là có nhiệm vụ thôi, cứ mọi người đưa giai vô để gánh giác cái nhiệm vụ ở chùa. Niên trưởng chư tôn đức ni nhờ Phật tử làm cái gì, chỉ cho Phật tử cái bổn phận đó, thế này là chúng trưởng làm cái nhiệm vụ này, cái người kia là gì tổ trưởng, còn cái là kia là trưởng ban, trưởng ban từ thiện, trưởng ban hành đường, trưởng ban hương đăng, trưởng ban nhà tù, trưởng ban bảo vệ, vân vân, những cái chức trưởng đó là chẳng qua là để nhận cái nhiệm vụ đó mà thôi, chứ không phải là có chức đâu. Đi chùa để gánh vác công việc Phật sự, còn đằng này người không hiểu biết đi chùa cứ ganh tị hơn thua hiền khích đố cái gì hết, mới làm được chút xíu chuyện là bắt đầu phiền não nó sanh ra. Cái đó là người không biết tu mà cũng chẳng có học, do không có học cho nên biết cái gì đâu mà tu, chẳng qua là không có được chuyện gì hết thì tưởng mình tu ngon, chứ đụng chuyện một cái là nó dở không còn chữ đẹp, dở còn chữ đẹp dở không, bởi vì đụng chuyện là nó phiền não nó đầy dị vậy đó, bởi vì đâu biết tu gì đâu, chẳng qua là hơn tua đố kỵ ganh tỷ hiềm khích toàn rước vào cái quan già trái chủ rồi chứ mấy tu. Như vậy về chùa để làm gì? Để cùng gánh vác công việc Phật sự, làm cho Phật pháp được trường tồn, đền ơn Phật, đền lấy cái phước báo đó, đó hồi hướng đền ơn cha mẹ, đền ơn thầy tổ, làm cho Phật pháp sư minh. Đằng này không có được cái điều đó cho nên tôi thường gọi là u và tắc, u và đuôi. Không phải u và tắc, u và chi. U và tắc, u và chi là cái người phải duy truyền với nhau, người này phải nói cho người kia nghe để mà rủ nhau đi chùa, đằng này nói để bỏ chùa. Dần dần là tắc đuôi hết trơn. Cho nên là tôi mong tôi nói vậy, lỡ là có đụng chạm tới ai cũng đừng chặn đường tôi được. Bởi vì tôi báo trước tôi có bỏ. Rồi, như vậy đi chùa để học. Nhưng mà quý vị học là phải cần cầu, chứ không phải là để quý thầy dạy, mở ra dạy, khang nơi các tiếng dạy sao mở biết gì không. Chết. Bởi vì mình có cần cầu thì thầy nói nó mới vô. Còn bây giờ tại vì thầy đánh quá, thầy nói tôi tội nghiệp thầy nói. Nói theo kiểu trong kinh Pháp Hoa, người nào phát tâm nói Pháp thì chư Phật chư Bồ Tát hiện ra vì đó mà nghe Pháp. Cho nên chứ là Phật là Bồ Tát, nghe không hiểu thế nào. Dù rằng có buồn nhưng mà mừng nhiều hơn, bởi vì không hiểu giải qua, có bài giải qua. Có cái bài Quy Y Tam Bảo nói 10 năm vẫn không hiểu. Rồi, như vậy thì chùa thứ nhất là để học, thứ hai là để gánh vác công tác Phật sự, để cộng cái công tác Phật sự với lại chư tôn đức tăng ni,
Bởi vì quý vị biết chư tôn đức có những cái người mình độ được, có những người chư tôn đức đâu có thời gian đâu mà độ người đó, và cũng có cái duyên nào để độ. Giả sử như tôi nói mấy cái người bán cá bán thịt ngoài chợ đó, quý thầy quý cô có ra ngoài nói chuyện để độ họ không? Không. Mà quý vị ngày chay ngày mặn thì quý vị cần buổi bán thịt ráng độ phải giùm tôi. Đó là nhiệm vụ phật sự tôi giao cho quý vị. Giống như Đức Phật mà so đỉnh của ngài địa tạng ta ra, nay ta sắp vào đại định niết bàn, ta giao cái chúng quan thần, ta giao cái chúng hữu tình lại cho ông. Bây giờ thầy cũng là phật tử, ta giao mấy cái bà bán thịt bán cáo phải thợ cho các ngươi, ngươi phải mà đầu cho các bà cho nên bà đi chùa được chưa? Được không? Chứ không phải là có mình đi chùa 10 năm cũng có mình đi chùa làm mà kiếm dữ trận. Đi chùa kiểu đó không được, bữa nay mình đi chùa, ngày mai dẫn vợ, còn là hướng dẫn chồng đi chùa. Mốt rồi khi có con rồi ẩm đi chùa. Trời, bên Thiên Chúa nhờ vậy mà đâu. Mới đẻ anh vô giữa tội đâu. Con cũng tỉnh đi được, mới đẻ đi được làm cái lễ xét tịnh cho con. Cứ đẻ vô chùa xét tịnh, gọi là tẩy uế đó. Cũng chống chống bên kia rửa tội gì. Sau đó Huy đi đặt mắt danh thằng nhỏ luôn, 11 tuổi đặt lại. Không có nói. Thôi không? Thôi. Rồi bây giờ bên nhà thờ á, là đám cưới rồi linh đình lắm, còn bên mình là đám ma linh đình lắm. Không lẽ là đi chùa là để chuẩn bị cho cái ngày chết để có quý thầy cô tới làm đám ma trong linh đình vậy? Nó buồn duyên. Đức Phật đâu phải ra đời để chuẩn bị cho mấy người làm đám ma không đâu, thấy không? Cho nên bây giờ tôi mong rằng cái chùa của mình nó rất là khang trang, nó đẹp như vậy, mà gia đình quý vị mà có đám cưới đó thì Phật tử phải có một cái hội, một cái gia đình Phật tử rồi đó. Chúng ta cũng phải biết phát huy Phật pháp bao nhiêu ăn cũng hết nè. Thôi thì mình làm một cái hội gia đình Phật tử, hộ thì đã bảo, có nghĩa là ban hộ tử đó, có một cái quỹ còn khuyến khích những cái gia đình có con em á là đám cưới đem vô chùa làm lễ hàng thuận, mình làm hoành tráng như nhà hàng năm sau. Thế tụi trẻ nó quá đi chùa nhập cửa chùa làm lễ lưng thiêng đó, nhờ vậy mà có khi sống hạnh phúc hơn sao? Về chùa đi trưởng ra đi không nổi, nhưng mà đi trưởng vẫn ra thôi. Các con thấy đi trưởng già cỡ này rồi rất hạnh phúc, chúc cho các con già giống đi trưởng vẫn hạnh phúc. Nhiều đó lỡ nó có gây lộn nó nhớ cái lời đi trưởng nói, ông cha già thở nói thành công cái chỗ đó lắm mà. Ông lại ông trao nhẫn ông chúc phúc cho hạnh phúc. Ông khuyên các con đừng có nên là bỏ nhau, hãy ráng sống hạnh phúc với nhau trọn đời, bởi vì cách gió dưa gặp gió dừa cũng vậy thôi. Đó thì xong cũng khuyên quý vị vậy, làm sao mà chúng ta ăn bao nhiêu cũng hết á. Tiền có khi chúng ta đi du lịch nó còn tốn kém nhiều hơn. Tại sao chúng ta không có một cái đời sống tâm linh nó đầy vật chất, mà cái đó là một cái phương pháp của làm đạo, một cái phương tiện để tụi trẻ nó về chùa, cứ cho nó ăn mặc ngon lành đàng hoàng, phấn son cứ ngon lành đàng hoàng, cần nữa thì mình chơi cái máy lạnh công nghiệp mình để đây để cho phấn son nó đừng có chảy đùng đùng. Mình cứ làm cửa kiếm mình đâu lại đâu, bây giờ hành lễ đó để cho nó đừng đó là cái thời đại văn minh, mình phải làm sao mình làm đạo cho nó tốt, chứ ở chùa toàn là những người mà sắp hấp hối còn ở nhà thờ là toàn là sồn sồn sực sực, và nó thanh niên thiếu nữ rồi nó đi nhà thờ sao nó vui dữ, còn ở chùa sao mà nghe nó ảm đạm hay lương thế cũng được. Đi chùa đừng có mang cái ảm đạm rồi. Cái thứ ba nữa là đi chùa để làm gì? Để mong rằng cái đời này mình gieo được cái hạt giống lành để đời sau mình có cái phước. Sanh ra là nó được 32 tướng tốt, 80 vị đẹp như Phật.
nó có cái công đức để người ta kính quý lẫn nhau. Bởi vì giờ này mình gieo cái hạt giống cung kính nhau thì đời sau mình được mọi người cung kính. Có đúng không Hồ Đức? Rồi, hãy lễ cái trường hợp hiện tại. Đó, mình phải biết lo cho tương lai chứ không nên nghĩ chết cái hết sao. Nói chết là hết là ngoại đạo, nói chết là còn cũng ngoại đạo luôn. Vậy chết là thế nào? Đúng không? Chết là hết là thường kiến ngoại đạo, chết là còn là thường kiến ngoại đạo, chết là hết là đoạn kiến ngoại đạo, chết không còn cũng không hết, gọi là Phật giáo. Vậy là giờ quý vị muốn còn hay hết? Nếu quý vị muốn còn hay muốn hết đều không được, bởi vì quý vị có muốn còn đi nữa mà quý vị đâu có còn gì đâu, còn đâu có gieo cái gì đâu, còn mình muốn còn cũng không được, mà mình muốn còn mình phải gieo. Rồi mình muốn hết cũng đâu dễ đâu, tại vì mình còn quan gia cái chủ quá trời mà mình muốn hết sao được, có phải không? Quý vị thiếu nợ ông A và với ông C là cấm nhau mà nó chưa có hoàn thiện thì dĩ nhiên phải quay trở lại trả nữa cháu. Nhưng mà giờ tôi thấy là cái tư tưởng đó nghiệp giảng sanh suy nghĩ là dùm nha. Thiếu nợ mà cha quỳnh luôn về đến ở luôn đã cháu. Vụ đó không phải suy nghĩ lại. À, tới nghiệp bản sanh thì tôi cũng nghiên cứu rồi, nhưng mà tôi nghĩ là quý vị cũng suy nghĩ lại, ta suy đi nghĩ lại cho nó cặn kẽ. Đó cũng chỉ là phương tiện thôi. Đến nghiệp giảng sanh đó cũng là một phương tiện để như vậy, để cái người ta gieo nghiệp nặng quá nó vẫn tu được, chứ không phải là nó sai với quy luật nhân quả đâu à. Nếu ai mà dùng đến nghiệp và giảng sanh mà sai với quy luật nhân quả là không đúng. À, bởi vì sao vậy? Quý vị nghĩ coi, mình có một sự không hiểu biết thì cái chỗ không hiểu biết đó có phải là địa ngục không? Phải không? Ngay cái chỗ này mình không biết thì chỗ đó tối thui. Mà nó tối thui thì phiền não nó sanh ra, mà phiền não nó sanh ra chính là địa ngục. Bây giờ mình mang cái địa ngục đó mình đi giảng sanh luôn thì cái việc này mình suy nghĩ lại. Thì tôi chỉ khuyên vậy thôi, còn muốn sanh sao? Đức Phật cũng không có giữ lại đâu, tôi tin tưởng vậy. Và Đức Phật cũng không có cái quyền năng mà để là đưa bà Thanh Đề ra khỏi địa ngục. Nếu Đức Phật có cái quyền năng đó thì Ngài Một Kiền Liên đã không phải khổ sở để đi van xin khẩn cầu cúng bái để cho tất cả chúng ta chú nguyện cho bà Thanh Đề. Vì thời Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng đâu làm được gì đó. Nhưng không phải là Ngài không làm được, bởi vì Ngài tôn trọng quy luật nhân quả bình đẳng. Ai gieo nhân nào hưởng quả nấy, chứ không phải ai gieo dùm ai. Cho nên trong nhà Phật có cái câu là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Không thể nào mà ai có cái quyền năng. Cho nên Hòa Thượng Từ Thông, Hòa Thượng nói rất là hạnh phúc. Tôi được cái hạnh phúc là bởi vì tôi ngộ được cái lý tánh đại thừa đó. Ngài nói là tội là chi mà phước lại là chi, đeo mang chi hay cái gánh nặng nghiêm trị, đeo mang chi hai cái danh tự vô nghì. Ai là người ban phước và ai là người bắt tội? Rỉnh quá. Ngồi đó bắt tội thì ta. Nếu cái người bắt tội đó có trả lương cho nó không? Có ai trả lương cho người bắt tội không? Mà không trả lương mất nó thì còn bắt tội chi? Không có người bắt tội cũng không có người ban phước. Phước hay tội là do mình tạo ra, rồi mình chịu trách nhiệm với cái tội của chúng đó. Nếu đó là phước thì mình được an vui, nếu đó là tội thì đau khổ vậy thôi. Chứ không ai là người ban phước, cũng không ai là người bắt tội. Nếu mình học tới cho tới cái mức đó hạnh phúc ghê lắm, không có gì phải sợ. Phật tử có đồng ý không ta? Không có gì phải sợ. Phật tử có đồng ý không ta? Cho đó là đi về chùa để hiểu biết nhiều hơn một chút. Phần thứ tư, bộ phần thứ ba là bây giờ đi chùa nào? Chuyện chùa đó mà nói. Tại vì Phật tử có những cái người dị ứng chùa giàu. Chùa này nó một cái chân này, thật cái tội. Mình đến thì mừng lắm kìa, tu kỳ chân. Tu thấy Phật tử đến mừng, đầu mai này chưa nói đưa đi chết. Làm gì mừng? Giá trị an lạc là tu là bình thản thôi. Đến thì không đến cũng bình thường, nghèo hay giàu cũng hạnh phúc thôi.
người biết tu đàng hoàng không có nghèo hay nói giàu. Còn cái giàu hay cái nghèo này nè, càng mà làm cái chùa lớn như nào thì hỏi đi trưởng có cực hay sướng. Phật tử cực hay sướng? Đo tràng bắt tay. 8 tháng cái phước, cái công đức mà đi sư đi trưởng phải cực khổ. Mà cực khổ là cái chùa lớn này để chơi, để cho Phật tử về, mấy ráng làm cho có chỗ Phật tử về. Giàu nhận có giàu đi nữa, có phải là để cho được gọi là ở nhà cao cửa rộng không? Người tu sĩ không có tư tưởng đó, vì có tư tưởng đó ngay đó nó đã đỏ rồi. Nói vậy cho quý vị biết, cái người giác ngộ vậy đó, có cái tư tưởng là nhà cao cửa rộng mà hướng vinh qua cuối, ngay chỗ đó là địa ngục, nó đã có mặt rồi. Ai mà có thần thông xuống địa ngục còn có ghi tên chưa? Không tin thì xuống dưới hậu đi. Thấy không? Mà quý vị suy nghĩ được có đúng không? Mình chỉ cần khởi ra một tâm hưởng phước thôi là mình đỏ chưa? Đỏ rồi, vì gì sao vậy? Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đã cho chúng ta biết cái điều đó rồi. Ngài lên cái pháp tòa, Ngài vừa khởi cái tâm, móng tâm thôi. Ngài nghiệp trước nó đã vô rồi, viên hát triệu thố quan gia cái chủ nó đến liền, cho nên có cái bộ mà từ bi bị sáng đáp đó. Từ đó cho nên tôi nói là cái người giác ngộ không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà hưởng thụ vinh hoa phú quý đâu mà ở đó mà giàu sang. Mà tôi nghĩ là tất cả các cái chùa, phần lớn các chùa lên, quý thầy quý cô nào cũng mắc nợ. Mà tôi nói là Bồ Tát mới làm được chuyện đó, còn tôi chưa làm được. Nhưng mà trong tương lai tôi đã phát hiện Bồ Tát để tôi làm. Còn ai cứ chửi thì chửi. Quý vị suy nghĩ cái điều này. Tầm thủy hoàng ác hay là không ác? Ác không quý vị? Ác. Nhưng mà cái dạng lý trường thành do tầm thủy hoàng để lại là một di sản quốc thế giới. Bây giờ trên thế giới nó về đó mang cái tiếng ép để cho nhân loại chửi vào đó với những giai đoạn lịch sử. Vậy mà nếu không có tầm thủy hoàng thì Trung Quốc có được nhận biết được thành hay không? Có không? Rồi bây giờ có ngồi đó mà bán vé để lấy tiền cho không? Bán vé lấy tiền vô thì lấy, nhưng mà không sửa lại lịch sử nữa, không có làm cái lễ tri ân à. Đúng không Phật tử? Đúng rồi. Lịch sử thì ngàn năm đó, trăm năm bia đá cũng mòn, mà ngàn năm bia mẹ vẫn còn trơ trơ. Chửi mấy ngàn năm còn đó đó, mà thu tiền vô dài dài cái chỗ đó là nuôi tiếp bao nhiêu những cái người ngồi ăn để chửi. Còn có người là chua vô cái chùa cao Phật lớn đó, thì nó cũng chửi lầm bầm mà nó móc máy hình nó chụp. Chửi thì chửi, mà chụp thì chụp. Nếu không có những ngôi chùa cao Phật lớn như thế thì Phật giáo có một cái cơ sở vật chất lưu lại cho thế hệ mai sau không quý vị? Bao nhiêu mình ăn uống hết mà. Nhưng hỏi ai là người làm, lúc làm khổ thì sướng. Khổ trời cần ăn tăng quấn chứ đâu phải là dễ đâu. Vậy mà mình không có thấy được cái công lao đó. Ngồi đó mà nói chùa giàu chùa nghèo, tôi nghe cái bồ này gai cho nó nổi gì. Tôi biết tôi nó còn yếu nhiệt lắm. Nghe mấy người mà nói trái cái lỗ tai là muốn giật giật giật. Tôi thành thật khai báo với quý vị, nó cũng còn đau đau dữ lắm. Chứ không phải là thành Phật thành tiên một ngày một bữa gì đâu. À, cho nên tôi hiểu Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài có một cái hình đó là tiêu diện đại sĩ đó. Bồ Tát vẫn hiện hình tiêu diện à, chứ không phải Bồ Tát là hiền hậu không đâu. Lúc đóng cái vai, cho nên quý vị cũng thấy tôi vậy nè, nhưng có nhiều lúc cũng đóng vai tiêu diện đại sĩ. Nhớ nha, tôi cũng thường đóng cái khác.
Cho nên quý vị đi chùa, có nhiều lúc quý thầy, quý cô cực quá, mệt mỏi quá, rồi có nhiều lúc làm phiền lòng Phật tử, khiến từ đó đồn không có tu dưỡng nghiệp gì bỏ không mừng tập cả áo. Thì tôi cũng thành thật khai báo trước đại chúng, thì đại chúng cũng phải thành thật khai báo cái lỗi của mình. Mình tại sao nếu mình vô, mình đến chùa, mình đi chùa nào cũng vậy, tất cả các chùa đều là pháp bảo của Như Lai cả. Tất cả chư tăng thì chùa nào cũng là thầy của mình. Mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chứ đâu phải quy Phật, quy Pháp, quy Thầy đâu. Thì không có thầy nào là thầy của mình cả. Được chưa Phật tử? Được chưa? Không có được chứng vào cái chỗ thầy tôi, thầy của tôi, là chùa này là chùa của tôi. Dù đó nghe nổi và gà dữ lắm mà bực mình, rồi không có được đi chùa nào hết trơn. Rồi cái bắt đầu người này nói chùa kia, mày chùa nào đi, đi chùa nào đó. Nói chùa nào, chùa nhà mày. Chùa nào mình phải có nhiệm vụ hộ trì Phật Pháp, không có được chia rẽ lắm đâu. Cái người này mà nói đi chùa này, người kia nói đi chùa kia, mày cũng biết cái chùa bỏ đúng. Cái đó là ác ma ra. Cái đó là người ác ma trong Phật Pháp, làm cho Phật Pháp bị suy đồi bởi những người đó. Thế nên đâu được nói chuyện gì. Nghe cái chùa nào mà quý thầy quý cô nào mà bị ác ma nó phá, thì đáp ra là mình phải đến đó mình chia sẻ, chúng con nghe được cái việc đó, chúng con biết rằng nghiệp chướng thì đời trước cũng vì Phật Pháp mà có khi yêu cái này cái kia, cũng như làm cái chùa cho lớn rồi phiền não cũng nhiều thì oan gia chắc nó nhiều dữ lắm. Cho nên là đời này cũng có những cái phiền não kia, con đến con chia sẻ với cô, chia sẻ với thầy, mong rằng quý thầy quý cô đừng có buồn, đừng có bỏ chúng con. Đằng này mà có một cái xì can đan gì đó, ma nó mới vừa ho một cái là Phật tử quốc chết luôn. Có không? Chúc mừng quý vị. Quý thầy quý cô mà lỡ có nạn gì, tôi hỏi quý vị nè, đi tu dễ hay khó? Quý vị có đi được không? Không, cái ngồi đó tới đi đường lên trên này đâu. Đã như vậy mình tu không được thì đáng ra mình thấy ai tu mình phải mừng chứ, mình phải khuyến khích, vậy mới gọi là cúng dường chứ. Ở nhà mình ăn sung mặc sướng được, mình nằm cao cửa rộng được, mà thấy ai đó chạy cái xe tu một cái xe bỏ giờ có được đấy, là cái xe đó là ai mới cúng, mà bạn cũng không đi bởi vọng vì phương tiện vì Phật Pháp mà đi. Chứ có khi cũng ngứa chứ nó nhột lên, ngồi cái xe uống cái bãi rồi ngồi cũng nhột, đúng không? Nó vì phương tiện muốn đổ người đó phải đi, đi mới đổ được, vào hay cột mới đậu, mới đổ được cột lên trên, lỡ tóc luôn thì nhai đầu ra khổ gì nữa. Nói như vậy để quý vị đi chùa đừng có nên thắc mắc là phải đi chùa nào, thì chùa này có việc Phật sự thì đi chùa này, chùa kia có việc Phật sự thì hỗ trợ lẫn nhau để mình làm cho Phật Pháp sư mình. Chứ đạo Phật của mình nó khác với đạo bạn của chúng ta, đó là đạo bạn chúng ta đã phân ra cái vùng rồi, cái vùng nào là giáo dân của vùng đó, không mới đi cái vùng bên kia, ranh giới là ngay chỗ này, thì giáo dân bên kia đi bên kia, giáo dân bên này đi bên này. Nhưng Phật giáo của mình không có, nhà ở gần chùa này thì đi chùa bên kia, không biết chùa này, nhà ở gần chùa đằng kia thì đi chùa này, chùa nhà nó không linh, nó thức nửa đêm là đêm 12 giờ đi lên chùa bà mất ăn bỏ ngủ lên cầu cũng linh lắm, chùa kế bên cũng linh. Tôi muốn nói như vậy để quý vị đừng có thắc mắc cái vụ mà đi chùa nào và ở đâu linh hơn ở đâu, thấy không? Như vậy thì chùa A cũng đi, chùa B cũng đi, chùa C cũng đi, miễn có chùa có
có Phật sự là chúng ta đây, tức là không phân biệt chùa nào. Rồi, cái đó là không phân biệt chùa nào. Rồi bây giờ mình có phân biệt thầy nào không? Có phân biệt cô nào không? Thầy này giảng tôi thích, cho nên tôi đi nghe thầy đi giảng thôi. Nghe ông chát được chết. Không nghĩ, với lại ông đó cũng giảng sai. Ví dụ này tôi mới nổi giận gà. Quý vị mà tự xét coi, quý vị tu học bao nhiêu lâu, còn quý thầy tu học bao nhiêu lâu, quý thầy tu học có trường lớp hay không, rồi mình học có trường lớp hay không, chỉ mà mình làm ban giám khảo mình chấm điểm quý thầy cô, đến bà thượng cũng chấm luôn. Việc tôi lại điều mấy bộ tạng mấy ông học có bộ tạng khó lắm mới đủ đi. Bây giờ mình đủ nhé. Không có giận với cái mà thường mà cũng nói dở ẹt không biết ai hay. Cho nên cái chỗ đó tôi mong rằng quý thầy, quý Phật tử nên nè, mình đi hay không đi khiến đức người khác ta đi. Nếu mình không đi thì nó bận thôi. Chớ có từ lời khẩu nghiệp của mình mà đưa ra một cái câu phỉ báng bằng giả, cái điều đó là tôi khuyên thôi, chứ còn ai muốn phỉ thì phỉ. Ai muốn tạo nghiệp thì tạo, chứ tôi không dám cấm ai thì mà được khuyên. Cái miệng ta là đó hoa sen, một khi hé nở một phen thơm đừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một khi thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Ta không làm được, ta không nói được những chuyện tốt thôi, chớ nói chuyện xấu, còn tự đồng ý không? Đừng có phân biệt thầy cô ha. Rồi, chùa cũng vậy, cũng đừng phân biệt chùa giàu, chùa nghèo. Mà còn có nhiều người đứng ra kêu gọi nữa. Có những chùa cũng không có thầy, cũng không có cô nào hết, mà chẳng qua nó để cái chùa thôi, thì bắt đầu mình ồ ạt để về mình ủng hộ để mình xây cái chùa đó lên. Mà có thầy có cô không? Rồi thầy cô đó có làm đạo không? Không làm đạo mà mình xây lên là làm cách nặng cho người đó nữa. Người ta muốn an ổn, người ta cắt cái túp liều tranh để người ta an ổn, mình về mình ủng hộ. Sau khi xác định cắt lên cái chùa không rồi, xong rồi thầy ở đó không đâu biết làm đạo cả đâu. Rồi cái chùa cũng để năm này qua tháng nọ để cho trở thành chùa cổ. Bắt đầu phải tức. Không chỉ chùa là để cho em đâu. Thấy cho em không hả? Bắt đầu kiếp chuyện với thầy. Nào quý vị thấy, quý vị nghĩ tôi nói có không? Có. Có không? Có. Dạ xin định lễ những người đó. Không mình quá chịu nổi. Rảnh. Nó rảnh đi kiếm chuyện, nó đi vận động nó mệt quá đi. Lúc mà nó làm chùa nó cũng mệt quá đi. Sau đó nó làm chùa xong rồi thầy không có làm gì hết, nó tức quá đi. Cho nên là tóm lại từ đầu tới cuối đều mang phiền não là do vô minh hành. Vô minh hành cho nên sanh ra cái chuyện đó. Mà nó nhiều cái nơi nó giống vậy đó. Rồi sau đó cái chùa đó mà chưa có công chánh vô thuận, cái chùa đó chưa phải là chùa giác nhập giáo hội để sinh hoạt đàng hoàng, thì rất nhiều cái thứ khó khăn. Từ đó bắt đầu gia đình, khi vị thầy đó mất thì gia đình trở thành chùa nhà, con cáo dành với nhau. Tự nhiên giờ cái chùa bị dành cải gia phi tự, bây giờ cải tự phi gia. Đau cái người mà dành dựng nó mệt, tìm con đường giải thoát an lạc không có. Là bởi vì do đâu? Do đi chùa thiếu hiểu biết, ủng hộ Phật pháp, thiếu sự cân đo lắm đấy. Từ chỗ đó, nơi cần ủng hộ thì không chịu ủng hộ, mà nơi không cần ủng hộ thì hèn nhau mà cấp. Đó là tôi nói để cho con tự suy nghĩ thôi nha. Có nghĩa là chúng ta đi chùa, sau đó chúng ta cho rằng chùa giàu, chùa nghèo à, rồi xong bắt đầu từ cái chỗ chùa giàu, chùa nghèo đó rồi hùng nhau, rồi kêu gọi tự vận động phi cập. Rồi bắt đầu tôi nói tới việc mà đi chùa có lập văn đảng, lập nhóm, lập phè. Đi chùa lập phè có không? Chùa này mấy nhóm? Đây mới là cái tu sai nữa đây này.
tu là ta đi tìm an lạc, đằng này về chùa đó đâu lọc phe lọc chớp, cái người kia mới quy y cái rủ vô phe mình, cái nó không vô, nó không vô phe không chịu. À, hoặc là quý thầy quý cô, người này thì mến thầy này, người kia thì mến cô kia, tự nhiên cái mến mến thì tự nhiên cái lọc phe à, làm cho quý thầy quý cô chia rẽ với nhau. Chính Phật tử làm cho quý thầy quý cô chia rẽ, cái đó nó rơi vào một trong ngũ nghịch tội là gì? Phá hoại hòa hợp ta. Hiểu chưa Phật tử? Rồi sao nói như đó là nói lửa lá bị quách chuyện phèo. Rồi như vậy thì tôi rút lại vấn đề. Ủa mấy giờ rồi? Cái chùa mình khó kiếm cái đồng hồ á. Ngay đi tưởng là có đồng hồ, bởi vì quý vị phải quy y tăng, quý vị nhịp tăng là có đồng hồ. À, con phải quy y đi tưởng là nhìn đi tưởng có đồng hồ. Lắm 8:05 rồi, như vậy là tôi thắng lại nó cũng đúng tiếng hồ. Như vậy tôi ôn lại cái việc mà nãy giờ Thiện Xuân đã chia sẻ với đại chúng. Một là chùa là gì? Thì chùa là phải có Phật, có Pháp, có Tăng. Nhưng Phật Pháp Tăng là tam bảo, còn cái nhà Phật tử là cái bàn thờ. Chứ còn không nói là ở nhà con có cái tam bảo. Nhà con có tam âm ni nào không mà có tam bảo đó. Nhà mình chỉ có cái bàn thờ. Nhớ không? Nhà mình không có cái tam bảo. Chùa mới có tam bảo, mới có Phật Pháp Tăng. Rồi. Tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Mà Phật là một con người bình thường đã giác ngộ vô thượng giới đẳng chánh giác, cho nên gọi là Phật. Nên về chùa học Phật là để tìm đến cái sự giác ngộ. Giác ngộ đó ở đâu? Ở trong cái giáo pháp. Giác ngộ đó ở đâu? Ở trong giáo pháp. Vì Đức Phật giác ngộ rồi ngài nói pháp, mà cái pháp đó là một thuốc để soi đường cho chúng ta đến bờ giải thoát. Ai là người truyền đường giáo pháp đó? Giáo pháp đó chính là mạng mạch của Như Lai. Giáo pháp đó do Tăng Ni là những Phật xuất gia để truyền đường. Vậy chùa là nơi có Phật, có Pháp, có Tăng. Thứ hai, đi chùa để làm gì? Đi chùa để học giáo pháp. Thỉnh cầu chư tôn đức Tăng Ni mở lớp dạy cho mình giáo pháp, học phải có căn bản đến lớp đàng hoàng. Thứ hai, đi chùa để học xong rồi gánh vác công tác Phật sự cùng với quý thầy quý cô. Có những chuyện là chư tôn đức Tăng Ni phải nhờ các Phật thiện nam tín nữ, cận sự nam cận sự nữ làm chuyện đó. Chư quý thầy quý cô nhiều việc khác phải làm, mình làm được việc gì cố gắng gánh vác Phật sự. Việc thứ ba là đi chùa để mong cho mình có một tương lai tốt đẹp hơn. Cái đời này mình tạo được cái phước, cái trí, đời sau y báo và chánh báo được trang nghiêm hơn. Nếu không sanh về thế giới cực lạc được thì sanh ra cái kiếp này cũng phải làm những cái gì đó ghê gớm lắm, đẹp quá, dỗ quá, chắc chắn là phải làm những cái chuyện gì quá đẹp quá rồi, nó khác thường chứ không có giống người bình thường. Thì như thái tử tất là đa mới sinh ra là trời đất rung động đúng không? Đó, cái đó là cái khác được. Rồi, cái cuối cùng đi chùa nào là chùa nào cũng tìm, chứ không nói chùa giàu hay chùa nghèo. Chùa đó có Phật sự, có mở lớp giáo lý, có dạy học hay có một cái chuyện gì đó thì Phật tử đến ủng hộ trong khả năng của mình làm cho Phật pháp được xưng minh, được trường tồn. Cái thứ hai là đừng có bao giờ mà nhìn cái lỗi của quý thầy quý cô. Đi chùa là để học giáo pháp, để mình an lạc hạnh phúc, chứ không phải đi chùa để làm ban giám khảo, để chấm quý thầy quý cô, để nói là thầy này được, thầy kia không được, cô này tốt, cô kia không tốt. Ngồi đó mà bàn cái chuyện quý thầy quý cô là tự gánh nghiệp về cho mình. Cái thứ ba là đừng về chùa để làm phe làm phái. Về chùa đáng ra là thành Phật, thành Bồ Tát, ai về là thành ba cái kênh kênh gà nhỏng gì đâu không. Càng về chùa càng phiền não thêm. Đáng ra là làm cho đạo tràng là thiết lập truyền thông gần gũi nhau hơn, đằng này làm cho rắc rối thêm. Như vậy là không hề biết đi chùa. Như vậy tôi tha thiết kêu gọi về, vì để cho cái chùa là cái nơi đại diện cho pháp bảo ở nhân gian, đời này còn truyền thừa nhiều thế hệ sau nữa.
Cho nên quý vị nên hộ trì cho những ngôi chùa để các công tác Phật sự và chính nơi đó đem lại lợi ích cho mình đời này và đời sau bằng cái sự công quả cũng như là hộ trì từ vật chất cho đến tinh thần. Việc của mình hộ trì không có ai lấy của mình cả, mình làm mình hưởng chứ không có ai lấy của mình đâu. Cho nên chớ có phân biệt là người này làm nhiều người kia làm ít, hay là người này cúng dường nhiều người kia cúng dường ít, cũng không có tranh nhau trong trong công tác nào hết. Người này làm cái này thì tôi làm cái khác, chứ không có hết việc không mà sợ à, chỉ có sợ người sợ việc lớn việc chứ không bao giờ hết việc ở chùa. Xin chúc mừng quý vị hiểu rõ ý nghĩa chùa. Rồi bây giờ có ai hỏi cái gì chùa không? Nhớ là đừng có nói chuyện chùa. Nhắc lại một lần nữa, đừng bao giờ kêu quý thầy quý cô bằng thầy chùa. Tôi kỹ cái tên đó. Chỉ có để cho ngoại đạo, chỉ có để cho những người chỉ trích, người ta kêu mấy ông thầy chùa. Cái đó là cái lời chửi đó nha. Phật tử mà kêu bằng thầy chùa đó, chết trên chùa. Rồi quý Phật tử, có ai hỏi gì không? Nếu không hỏi gì thì tôi bổ sung thêm ba cái ý nữa rồi chúng ta nghỉ. Do câu hỏi cho nên lỗ vốn rất chịu, nên muốn tôi chết rồi thì tôi không có đâu. Tôi bổ sung ba cái ý nữa. Ý thứ nhất là tất cả quý Phật tử phải dùng cái từ quý thầy, quý cô, không dùng cái từ mấy thầy, mấy cô. Hiểu không? Mà nghe được rồi tôi phát cái từ đó 5,000. Cái từ quý với cái từ mấy nó khác nhau xa hay gần quý Phật tử? Quá xa. Cái từ mấy thì mình có thể dùng cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa bay, hoặc là mấy con bò, mấy con câu. Chứ không lẽ mình kêu mấy quý con bò, quý con bò. Không lẽ mình kêu quý đứa bay. Từ đó không thể dùng được. Cho nên cái từ nào dùng cho ai mình phải học. Có nhiều người hỏi tôi chứ tại sao phải nó gọi là thượng thiện hạ xuân. Tôi nói là cái đó là tại vì tôi dạy trong cái bài nghi dùng cho thầy mình, dùng cho những bậc tôn đức thì mình nói trên là chữ gì, dưới là chữ gì, đó là theo cái tiếng Hán. Hồi xưa cái tiếng Hán là viết cái chữ, giả sử như cái chữ hiện xuân là tôi viết luôn vô cho đầu đi. Tại vì mình viết vậy để cho ta biết là mình cũng biết tiếng Hán. Thật sự ra không có chữ đó nên hậu chữ khác không biết đâu. À, cái chữ này là chữ thiện, chữ này là chữ xuân. Thì cái chữ thiện này là chữ trên, chữ xuân là chữ dưới. Cho nên là hỏi là thầy con pháp danh gì, thì nếu mà cái người có học á thì nói là thầy con là thượng thiện hạ xuân. Thượng là trên, hạ là dưới. Cho nên trong đó nó gọi là trên là chữ gì, dưới là chữ gì. Hiểu không? Cho nên hỏi là ni trưởng pháp đạo hiểu là gì, thì nếu mình biết đạo hiểu ni trưởng thì nó dạ bạch bạch thầy, nhớ bạch chứ không phải là thưa mày. Là bạch thầy ni trưởng thượng tắc hạ thu gì đó. Thì mình nói cho nó đúng cái trên là chữ gì, dưới là chữ gì. Người ta biết là mình là cái có học vậy thôi, chứ học cái gì cũng không biết nữa. Miễn mình có học cái đó là ta ớn rồi. Ta nghe vậy là ta biết mà cái này là có học. Còn người ta nói thầy con tên gì, thầy Xuân, là ta biết là rồi tôi đụng đậu hũ mà. Ở tu bao nhiêu năm rồi bắt đầu kể cái năm của mình ra là ta cười chết. Bởi vì mình không học, nhưng mình khè cái năm nhiều nên ta ớn. Đó là ý thứ nhất, là cần phải học để dùng cái từ cho nó đúng. Và cũng nên
để ý những cái từ để mình vô chùa gọi là nhiều năm rồi. Việc thứ hai là mình đi chùa mình phải hiểu được chùa là cái ngôi nhà chung, chữ chùa còn gọi là chữ chung chứ không có riêng ai. Chùa đó là pháp bảo, chùa đó là cái chung, cho nên chúng ta phải chung tay trở lại để xây dựng một ngôi chùa, chung tay trở lại để xây dựng những cái giá trị cao đẹp ở nơi đó, mà trên đền bốn ân nặng dưới cứu độ ba đường địa ngục ngạ quỷ xuống sanh để mai mốt mình được đi vô đó. Của chung chứ không phải của riêng, cho nên mỗi người người góp công người góp của một đồng công một lượng. Có người nghèo không có tiền để cúng dường chùa, đến chùa để phong quả thôi, mà quý vị tới chùa thấy người ta lao cái chùa thôi cũng bị cung kính rồi. Người ta về chùa người ta lao để cho mình đi cho nó sạch sẽ. Cái đó là những vị Bồ Tát đó nha, chứ không phải dễ làm đâu. Ở nhà là ông này bà nọ đó, ở nhà là con cái nó hầu hạ, nó dâu rể nó quỳ xuống nó dâng cơm lên đó. Chứ về chùa coi y như một cái người lao công tập dịch vậy đó, các bạn đó là Bồ Tát đó, làm mấy được việc đó, bỏ cái bản ngã rồi. Cho nên về chùa không quả đó quý vị biết rồi, cái bản ngã nó mất hết, cho nên hay lắm, cái cửa chùa là cái chỗ để cho người ta bỏ cái bản ngã. Cho nên ai mà về chùa không quả mà càng làm nhiều chừng nào người ta thương chừng nấy rồi thì cái người này là Bồ Tát. Còn về chùa mà làm nhiều chừng nào mà cái bộ đề ra nó nhiều chừng nấy là Bồ Tát. Sao tôi chỉ cho biết nhé, vô trong đó nó cực cư gấp lắm, quần quật ở trong đó, hết cơm tới canh, hết canh tới đồ kho, hết kho tới đồ xào rửa chén, dọn chén ra, lau chén, dọn ra rồi múc ra. Xong đó khi vô hỏi chị còn không cho tôi tô nữa chị. Chỉ có câu đó là nó buồn hết từ sáng làm nó mệt, cho nên cái tiếng nói nó cũng lớn. Cái vô nói ủa con sao nãy ra nhỏ kia ra khóc, nó nói vô với sư phụ là con nẹt đó con. Cái nó tại vì con mệt cái con nói lớn tiếng chứ con đâu có nẹt đâu sư phụ. Nó phải mà con nói với sư phụ mà con nghĩ là nó là sư phụ, con đâu có làm hết lòng nữa đâu, đúng không quý vị? Cho nên quý vị công quả ở chùa luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tất cả khách Phật tôi đến chùa đều là sư phụ cả, thấy không? Thì mình nói chuyện mà mình nói chuyện giống như sư phụ mình thì có chuyện gì xảy ra? Đằng này mình nói chuyện giống như là nó là nô lệ hay cái thứ gì á. Cho nên mình muốn nạt nộ, mình muốn ghi gỗ nó hồi nào được. Từ chỗ đó mình mới lao nhà, tôi thấy một cái người cư sĩ nó rất là lao nhà. Mới lao nhà cái có một vị Phật tử cái chân nó cũng dơ, vô thắp nhang cái vừa là khói nhang nguyên một nắm nhang này nó rớt xuống, vừa là cái chân mà đi dép đâu mà đi làm công nhân hồi sáng giờ chưa được đó, nó bước vô bước nào bước nấy giống như thánh giống để lại giống xuống. Trời ơi, tôi thấy rõ cái bà lao nhà bồ đề gai của bà nó hỏi lên. Lúc đó tôi sẵn đảo, tôi nhảy xuống liền, tôi khuyên liền, tôi nói để ra lát thầy lao cho con. Chứ lại tôi thấy cái cảnh chứng kiến nạp mấy người kiểu đó rồi bỏ chùa không quay lại luôn. Cho nên là quan điểm của tôi dạy thì dạy, dạy là vô chùa đừng có thắp nhang nhiều, nhưng mà ai thắp nhang nhiều tôi cũng nín nín thôi. Nó đốt luôn cái chùa tôi cũng nín nín thôi. Nhưng quan điểm của tôi là không phải là thắp nhang nhiều gọi là thành kính đâu, một cây nhang cũng là thành kính rồi nếu như mà mình thành kính. Còn đằng này người ta đâu có biết đâu, mình đâu hiểu gì hết, đâu có đi chùa học hành gì đâu biết, cho nên là có bao nhiêu nó đốt hết bao nhiêu để làm biết ai đốt. Cho nên là nó đốt xong rồi nó đưa lên vậy nó đi lát rớt được bóng tay cái nó trời bữa nay xui quá. Còn mấy nó đưa lên thì khó quá, nó đưa lúc về là nó chỉa người ta, thì cái việc đó là cũng phải đồng ý thôi. Tại vì người ta chưa về chùa nhưng mình phải khéo nấu. Mình công quả mình về chùa mình làm việc đó mình khéo là coi chừng là cái phước cũng nhiều mà cái tội cũng nhiều. Đó, đó là những cái điều là tôi bổ sung thêm chứ quý vị không hỏi gì. Thôi giờ này đồng hồ sắp lễ, xin hân hạnh kính chào quý vị.
mẹ nuôi con từ thơ bé, giọt mồ hôi năm tháng chẳng lề vơi. Mẹ nuôi con chiều nào buồn không lời, cho lòng lẽ ấm thầm như cây lá. Buồn hay vui mùa trang hoa nhân già, không hay cười vẫn và bởi vì con. Cảm tạ ơn đức của thầy, chúc con cầu nguyện tam bảo.
hồng ân gia hộ cho thầy luôn được mạnh khỏe và an lạc, và thỉnh thoảng chúng con hy vọng thầy dành chút thời gian quý báu để về đây, về lại Nha Trang xứ vị xinh đẹp này để dạy dỗ và dìu dắt cho chúng con trên con đường tu tập ngày một tinh tấn hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mời cô tử đứng dậy. Tôi tập tăng nhất là sư điện sư điện. Khi chúng ta được biết, chúng ta phải nói về cái gì đó của mình chứ. Dầu rằng đâu có đành như đẹp nó đẹp. Rồi, ta chỉ cảnh đẹp thì người cũng đẹp theo. Nhờ nó lay cái cảnh. Trước khi hồi hướng, thầy cũng xin nhắc lại ba điều để chúng ta có mối. Điều thứ nhất là chắc chắn chúng ta nói con người đồng tình, con người không đồng tình, con người cảm thấy hợp lý, con người cảm thấy không hợp lý. Trong đạo chúng ta nó vẫn có nhiều cái tư tưởng, nhiều cái quan điểm và nhiều cái pháp tu khác nhau. Do vậy con người đồng ý, con người không đồng ý thì cũng vậy. Giống như trên thế gian này, áo vật cứ cái nào mà cảm thấy hợp lý bỏ vô túi, không hợp lý bỏ vào đây. Đừng có nên dạy dỗ thêm những thứ không đồng ý mà dạy dỗ với chọn nhà. Cho nên cái gì hay bỏ vô, dỡ bỏ lại, Phật tử đồng ý không? Rất cảm ơn. Điều đó sẽ không bị mất thôi. Cái thế này là quý Phật tử nghe rồi đừng vội tin bất cứ một ai, mà hãy nên suy nghĩ cho nó kỹ những điều người cái vị đó nói, coi nó có phù hợp với mình trong đời sống hiện tại và tương lai hay không, coi con mình có thấy lợi ích hay không. Nếu lợi ích lần sau đây nghe nữa, không lợi ích lần sau nghe tên ông đó tôi đau bụng mà nhà. Chứ đừng có phí thời gian gượng ép mà đi, bởi vì khi thương cái ấu nó cũng tròn, ghét bồ hồn nó cũng méo. Mình đi để mình nghe, mình học hỏi, chứ không phải mình đi mình đá tìm sâu. Có người nghe là để chê bai, chứ không phải nghe là để học hỏi. Thì đó là nó thiên phần quan gia cái chủ nhiều hơn là sớm thành Phật. Do vậy mà chúng ta chớ có nên làm những quan gia cái chủ đó, nó còn hay cho cuộc đời và kiếp sống con người. Rồi thứ hai, tôi tự xếp tôi ở sau chư tôn đức giảng dạy, bởi vì quý ngài hay dữ lắm. Quý ngài nói thao thao bất tuyệt, tôi ngồi tôi nghe tôi hạnh phúc, tôi đã luôn vậy đó. Mà sao tôi nói xong tôi nghe dở quá trời. Và tự đi hỏi ta nói thầy sụp ngon không buồn ngủ nào. Chứ không biết nói gì, nhưng mà cũng không buồn ngủ. Có nhiều người nói là tôi chỉ là một tin hài trong Phật giáo mà thôi, thì tôi mới nghĩ là mỗi người có một khiếu. Có khi tôi nghĩ là hài hài vậy là cũng có cái nét đặc trưng thôi. Còn thỉnh thì còn đi, không thỉnh thì ở nhà Phật giáo. Cũng mong rằng quý Phật tử người vui thì cười thì có cười, nhưng mà nên suy nghĩ trong cái cuộc đời đó, nếu có điều gì đáng để cười hoài thì cứ cười, vì một nụ cười và mười than cứu khổ. Còn tự mình không có gì để cười, tự thuộc mà lét thì nó cũng mắc cười. Thì tôi mong rằng điều đó sẽ đem lại những giá trị thiết thực ngay trong hiện tại và tương lai cho quý Phật tử, để đem về nếu có buồn buồn thì lấy cái đĩa ra nghe, còn lúc không nghe thì cứ bẻ chuột. Vậy nó khỏe. Tôi không hề buồn chút xíu nào, bởi vì thích thì nghe, thích thì nghĩ. Nhưng mà tôi khuyên một điều trở nên cho chơi bài, những vấn đề thị phi đó nó đã là một cái làn sóng rất là lớn. Người này thì lại chơi bài người khác, người khác lại chơi bài người nọ. Tôi thì tôi không có chơi bài, có điều là tôi hay chọn. Bởi vì tôi thấy là sai là tôi chọn. Cũng giống như hồi tối qua tôi cũng chọn dữ lắm. Tôi không có chê bai, nhưng mà tôi chọn. Bởi vì sao? Để cho mình chỉnh ra lại, có chọn, có chẽ, có chỉnh, chỉnh chuồng. Nó mới dẻ ra lại, không chọn nó sót lắm. Thì mong ra quý Phật tử cũng nên quan hệ những điều gì Phật thấy cái lòng. Xin quý vị nên kết tình, thì hữu trí thức, trở nên kết quả và thiên chủ. Thầy để cháu thời học chủ và dạy được những lời
100%. Và chúng con cũng được biết là đi hôm qua là có kinh mẫu của thầy và các cụ già cũng nhiều. Thì ở đây con biết tất cả quý phật tử có người biết và có người biết việc là cho con được mời sư phụ lên đây. Con mời đi sư với sư thái lên trên hành đi trưởng xin mời ông này để hơn giờ thôi. Đó là thân mẫu của con làm đi trưởng. Dạ. Đó là ba bà cụ là bằng tuổi với nhau. Như vậy chỉ có bạn ý nghĩa là bấm mới tu thôi. Nhỏ nước đó. Nhưng mà coi chừng bà đánh nếp nơi khác hả? Tại vì chưa biết tu cho nên thường hay đánh lắm. Còn niên trưởng là bên này là phần đầu cao đức trọng. Giờ này là nơi đây. Đi sư bên kia là cũng một người đã từng ở bên ngoài như Phật tử quý vị. Sau đó xuất gia khoảng trên dưới 20 năm. Do vậy mà giờ này thì ni sư đang ở Mỹ. Còn cái người phía giữa là thân mẫu của thầy tu trên dưới 2-3 năm. Thì là trên dưới 20 năm. Một kinh ở đâu cũng được 5 năm rồi. Thầy về đó bao nhiêu thì bà cụ tu bao nhiêu. Giờ này thì được thọ giới sa di, thọ bồ tát giới, để mai này lỡ có nhập đại định niết bàn thì thầy hiểu thỉnh sa di bồ tát giới pháp chánh quán từ đó là sa di bồ tát giới ha. Thì cũng mong rằng là quý phật tử ai lớn tuổi thì cũng nên đi tu đi để họ sa di bồ tát giới, lỡ mất rồi thầy có ra thầy cúng rồi cũng chưa được sa di bồ tát giới. Dạ, con cảm ơn viên trưởng, nhưng mà con được xin phép hỏi viên trưởng cho đến giờ này là viên trưởng đã bao nhiêu năm cầu đạo rồi ạ? 57 năm rồi. Nói nhẹ nhiều mà là chị ta cũng cố lắm. Con mời tốt chứ, con mời lớn. Dạ, con cảm thấy viên trưởng rất nhiều. Cho rằng trong các biện pháp thì dù rằng có trăm tuổi hạ vẫn cung kính một vị trì kheo nó xuất gia, đó là các kiểm pháp vì Đức Phật thương các hàng chuyên ni nhiều hơn, cho nên Đức Phật dạy chuyên ni kỹ hơn, và con cũng cầm lên cái vụ đó trong cái tên của ngài vẫn là Thích Ca Mâu Ni, không phải là Thích Ca Mâu Tăng. mà Đức Phật đó là ở bên ni nhiều hơn cho nên dạy chuyên ni nhiều hơn. Quý ngài tới 348 giới, con ngài dạy đến sỉnh là có 250 giới. Bây giờ đã cần 100 giới để Phật ở bên đó. Con cầm lấy đi dụng. Dạ, con cũng nói như vậy là để cho quý Phật tử biết rằng là Đức Phật thì thương người nữ. Đi tưởng mới nói là nghiệp nhiều hơn. Do vậy mà người nữ đi chùa nhiều hơn để chúc quần người nữ. Người nam cảnh tâm thất nghiệp cho nên đi chùa. Xin mời đại chúng hồi hướng nguyện đến